Chỉ với một thiết bị như thế này thôi là anh chị đã có thể chơi được hả hai cặp loa siêu khủng long luôn. Đây, như một cái em thì chị thấy trước mắt ha. Đó, với một em đẩy liền vang 279 Pro này mà anh chị đã có thể chơi được một cặp loa ba tắc đơn và thêm một cặp loa là hai tắc rưỡi nữa. Đấy, kết nối cùng với là màn hình TV, hát karaoke, xem phim thoải mái nha anh chị. Và trên con đẩy liền vang 279 Pro này đã tích hợp cho anh chị được nhiều thiết bị âm thanh bên trong. Gồm sẽ có là con đẩy công suất cho mình nè, là có vang số nè, cho anh chị tinh chỉnh vang số gọi là chuyên sâu luôn nha. Là mình chỉnh được delay nè, repeat nè, reverb nè và echo nữa. Và thêm một cái nữa là trên đây có cho anh chị là cái gì nữa, là đi kèm liền micro cho mình luôn. Đó, một cặp micro như thế này, đó, hát cực kỳ hay, vang cực kỳ sâu luôn nha anh chị. Và tất cả những thao tác chúng ta sử dụng tinh chỉnh tăng giảm âm lượng cũng giống như là chỉnh EQ laser hay là chỉnh vang là sẽ sử dụng màn hình cảm ứng chính giữa của con 279 Pro này. Đó, tất cả là đều là cảm ứng nha anh chị. Đó, và cảm ứng rất nhạy. Đó, chỉ là 0.01 thôi là anh chị đã có thể là hả chúng ta nhắn rồi nè. Đó, đã chưa đấy. Và nó có nhiều chế độ cho anh chị luôn nè, không anh chị từ cài đặt nhiều chế độ cho em luôn, KTV rồi rap rồi hát gì đó không tùy mình. Đó, đây music này không anh chị sẽ chỉnh được decibel luôn. Đó, nó chuyên nghiệp đến cỡ đó đó anh chị. Đấy, và chưa hết đâu nha em. Đây, và em sẽ ra cho anh chị là coi được cái phần micro nè. Đó, mic up thì anh chị có thể chỉnh được hả là EQ laser. Đó, bass chuông chép, hát nhẹ hát nặng như thế thì mình chỉnh thôi. Đó, cuối cùng là vang. Cái vang cực kỳ hay nha anh chị, cái vang hả là chuyên sâu đúng kiểu là thường xuyên cho chuyên sâu luôn. Đây, cái vang là chia cho anh chị nè không. Đó, đó như thế này rất là ok. Đấy, ra là màn hình chính nè. Đấy, ok chưa. Đấy, cho nãy này thì ra được cho mình là chia ra 4 kênh âm thanh, nó tương đương cho 4 loa. Đấy, nếu mà muốn chơi cặp loa 4 tắc đơn vẫn ok. Nó nhưng mà đa số là sẽ chơi như thế này nha anh chị. Đấy, một cặp 2 tắc rưỡi, một cặp 3 tắc đơn. Đã, anh chị nào muốn một dàn karaoke cao cấp, đơn giản, sang trọng chơi tại gia đình chúng ta, tham khảo cho em con đẩy liên vang 279 rồi nha.